Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an ngày 14 tháng 10 cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam các đối tượng Dương Quang Minh 1988, trú tại phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, Nguyễn Minh Hoàng 1987, trú tại phường Trần Nguyễn Hãn, thành phố Bắc Giang, Nguyễn Văn Cương 1987, trú tại phường Sương Giang, thành phố Bắc Giang và Nguyễn Văn Hiện 1991, trú tại huyện Việt Yên Bắc Giang, về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Một đối tượng khác là Nguyễn Thị Hồng Dân 1991, bà xã Dương Quang Minh, bị khởi tố nhưng được cho tại ngoại do đang nuôi con nhỏ. Các đối tượng chính trong vụ án. Như An ninh Thủ đô thông tin, đầu tháng 10 năm 2019, sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng đã bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá trên trang web Bông 18. Con do Dương Quang Minh 1988, có một tiền án về tội cố ý gây yêu đương tích, trú tại phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang nắm đầu. Ngôi biệt thự của bà xã chồng ông Trùng Minh, Dân. Hoạt động lỗi lầm của số đối tượng trên bị trinh sát phòng điều tra hướng dẫn, phòng chống tội phạm có tổ chức Cục Cảnh sát Hình sự phát giác từ khoảng tháng 3 năm 2019. Dưới cơ chế sở doanh karaoke, nắm đồ, Dương Quang Minh chủ yếu lén lút tổ chức đánh bạc qua mạng. Đầu tháng 10 năm 2019, trên cơ sở tích lũy đủ chứng cứ, tài liệu, trinh sát Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với Cục An toàn mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an và Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành nắm 5 đối tượng Minh, Dân, Hoàng, Cương và Hiện. Lời khai của các đối tượng thể hiện, khoảng giữa năm 2018, Nguyễn Văn Cương được Dương Quang Minh lãnh đạo đàn em là Nguyễn Minh Hoàng Hoàng là người được Minh thuê để làm kỹ thuật, quản lý các trang mạng cá độ bóng đá, cắt cho Cương một trang mạng cá độ bóng đá trên trang web bông18.com với tên tài khoản là 26. Sau đó, Cương và Minh thống nhất quy ước một điểm trong tài khoản tương ứng với 6.000 đồng. Cứ đến ngày thứ hai, thứ ba hàng tuần, các đối tượng chốt số tiền thắng, thua và thanh toán. Ông Trùng Minh còn giao Phan Đức Anh 1994, đang bỏ trốn, chuyên đi thu tiền cá độ bóng đá của Cương. Ngoài ra, Cương sẽ trả tiền cho Minh qua nhiều tài khoản. Sau khi nhận tài khoản cá độ bóng đá, Cương tiếp tục chia thành nhiều tài khoản, trong đó, Cương sử dụng tài khoản 2604, còn tài khoản 2632 giao cho Nguyễn Văn Hiện và thứ ba hàng tuần chốt tiền thắng thua để Hiện đưa cho Cương bằng tiền mặt với quy ước một điểm là 15.000 đồng. Bước đầu cơ quan công an xác định, trong 3 tháng gần đây, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản cá độ bóng đá với số tiền giao dịch từ vài chục tỷ đồng đến khoảng 300 tỷ đồng. Vụ án đang được điều tra mở rộng. Xem bài gốc tại đây.